Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một lô đất có diện tích là 78m2 như hình mà các bạn đang được xem trên video, với mặt tiền 4,8m, đường xóm rộng, thoải mái cho các bạn đi ô tô 4 chỗ hay là 7 chỗ nhé. Mình xin gửi đến các bạn một số hình ảnh về cơ sở tầng xung quanh lô đất 78m2 người đang cần bán nhé. Chỉ với 500 triệu thôi, các bạn đã sở hữu được một mảnh đất 78m2 với mặt tiền 4,8m, hướng Tây, và ô tô từ 7 chỗ đến 4 chỗ đều có thể đi qua cửa nhà của các bạn nhé. Xung quanh lô đất có đầy đủ các tiện ích như chợ, nhà văn hóa thôn, miếu làng, trường học, trạm y tế, ủy ban xã với bán kính chưa đến 1 km, phù hợp với các bạn ở lâu dài cũng như là mua để đầu tư. Bạn nào có nhu cầu sở hữu lô đất thì liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình. Nhớ đăng ký trang và subscribe kênh YouTube của mình. Xin cảm ơn các bạn.